lên chảnh thật đảo màu tím, từ đảo màu tím mà nó chuyển là đảo động quá. Giờ là 6 giờ mấy ta? Nó hơn 6 giờ. Không mấy á. Này nhìn này giống ở Việt Nam mình buổi sáng nấu ăn sớm để chuẩn bị đi ra ngoài đồng á cả nhà. Bây giờ chuẩn bị lên thớt thôi cả nhà ơi, không biết hôm nay trồng tỏi như thế nào nữa, mình cũng chưa có biết trồng. Sắm tuần thì ấy mà để đó mà cứ hồi nó vô làm sao không biết. Sắm tuần dữ quá. Anh tên đợi em đi chị. Có gì vậy? Cơm, đang buổi sáng anh không ăn. Sáng anh không ăn hả? Không qua. Không qua không làm thì tranh thủ ăn được miếng hôm nay. Hôm nay đi làm thì không ăn. Ừ. Chị Chính chứ nói là một ngày trồng đường này phải không? Chị hỏi. Một ngày trồng bốn đường, năm đường đây. Thì cái này chỉ có 20 phút thôi. 20 phút hả? 20 phút được rồi. Không đến tiếng hả? Không đến 20 phút hả? Tiếng. Không đến buổi trưa luôn. Đây là mới đầu tiên đi làm đồng nhá, không biết đâu. Cái nhìn nổ đó thôi chứ không biết. Chị ta đã may cho luôn là đúng rồi, đút cho thôi. À. Chứ là đầu tiên cái này là hơi bị dễ đấy. Chọc chọc là em thấy là nó hơi nhẹ rồi đấy. Chị trồng lập bao giờ chứ ít gì ít rồi trồng lập. Chứ đợt đó đúng là vô tỏi là mấy năm. Là bữa giờ đi làm đồng với đầu tiên. Tại cái con corona ấy không? Cái này là cái tỏi giống này cả nhà. Đang chuyển ra. Ông chủ này không hả? Chứ không phải ông đó. Đó, tỏi giống đó cả nhà. Giờ đem xuống xe và bắt đầu chuẩn bị là ồ vậy hả anh? Cứ rải vậy hả? Vậy rồi giờ chị em mình vô bắt đầu nha cả nhà. Chụp quá. Chụp chụp chụp. Kì. Đây chị Chính vì đó. Ê, nay có nón đẹp hả à? Đang bò lê bò toài ở ruộng này. Đâu? Thể hiện đẳng cấp cái đẳng cấp trong tỏi. Đẳng cấp ngày đầu tiên ra đồng nào. Ngày đầu tiên ra đồng đấy. Đẳng cấp đấy. À, đẳng cấp lắm này nghe. Ngày đi tắm nắng tối về được hai củ. Đi tắm nắng là tối về được hai củ. Hôm nay là coi chừng tắm hơi bị quá nắng ấy nha. Trời ơi, đúng không? Có đem theo cái nón, đội cái nón này mỏng quá, mong manh quá. Đi vào ấy quá mà mặt quá hả? Trời sợ nó đen ấy. Tắm hơi bị quá lửa. Thôi giờ mình nghỉ ăn bánh thôi cả nhà. Bây giờ là 9 giờ rồi. Tới giờ ăn bánh uống sữa. Đập năng lượng. 2 tiếng rồi đấy. 2 tiếng rồi, cái 2 tiếng rồi. Được nhiêu đây rồi cả nhà. Wow. Hạnh mới hàng chạy nhanh quá nhỉ. Ồ. 2
chị này chạy nhanh thế. Hai nàng này cắm giỏi quá. Oh yeah. Sao chị Hạnh? Sao thấy sao? Nhàn hơn tỏi nhiều, nhỏ tỏi nhiều. Nhỏ tỏi cái vườn quá. Vậy là mình đã trải nghiệm đầy đủ các khâu rồi hả chị ha? Từ nhỏ tỏi đi trồng tỏi. Đau chưa? Đau hai cái đùi đấy. Anh ơi, em đang ở chỗ này nè. Nhìn cái đít nó như là cái vịt đậu. Đây chủ cho nè. Hả? Cho nó cho bánh nè. Cà phê à. Sữa chuối. Bây giờ giữa trưa 11 giờ 15 phút. Nên là trời rất là đẹp. Nhìn nắng lên nè. Bên kia là có cái vườn táo đây nè. Bây giờ kiếm chỗ nào mát mát ăn cơm. Giờ trưa nắng rồi. Xong rồi. Vậy là giờ xong là cái xong cái đám này rồi cả nhà. Bây giờ mà mời cả nhà cùng đi với trước tham quan vườn táo nha. Ở đây tôi thấy có cái vườn táo đẹp lắm nè. Đây là vô trong cái chuông, vô cái rùm này hả? Trời ơi, cái vườn táo này trái xum xuê luôn mà chưa có chín. Ở gốc táo to ghê. Mấy quả ở kia kia chín nè, đỏ. Giờ ở ngoài chắc là nó có nắng á. Có nắng nó màu, màu đỏ đẹp. Bởi vì bên đây có hái lá táo nữa đó cả nhà. Hái để cho nó trống thoáng cái trái táo á, cho cái màu táo nó lên màu đẹp á. Nên là bên ngoài mình thấy màu sáng đẹp á. Còn bên trong này còn xanh nè. Trái trong đây còn xanh. À. Trời ơi. Mát quá à. Ở ngoài kia trảng nắng, vô đây nó mát gì đâu, gió nữa. Gió mát quá. Bây giờ là bắt đầu tim mình bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Rồi giờ mình vô mình ăn cơm nha cả nhà ơi. Rồi. Cơm canh đạm bạc không có gì á. Mình nhà mình không có. Đây, coi có gì. Có gì đâu nè. Cầm cái thịt gà đi nữa hả? Gà nữa. Đó là chị tự làm à? Đâu giờ mua đấy. Nhà người ta làm giùm. Tiền cân chị? Cái này như có 12 ngàn. Có 12 ngàn à? Ăn ngon không chị? Ăn được, đường được. Tạm được. Tay đâu để cho anh cơm mở đi. Tay đâu để mở được. Đeo theo chai nước tương luôn à. Đây có ghế đây thôi. Ngồi đế bỉnh. Ui, có sạch đâu mà. Cơm mở. Đi đồng mà. Thì đồng cơm vậy là sạch sẽ, ngon lành rồi đó. Đầy đủ rồi đó. Vâng vâng. Ăn đi. Nhà mạnh cho nha. Ăn chả đi, ăn chả ăn thịt gà đi. Vâng, giúp miệng, giúp miệng. Hả? Thịt gà chị Hạnh kho ăn thử cái chị Hạnh nấu đồ ăn ngon không? Ăn tự nhiên nha, ăn chứ đừng có để lại. Cơm cho ngủ bây giờ. Ăn cả chú gà với mặn. Hôm nay vậy là đầy đủ lắm cả nhà. Lần trước Trúc đi còn thảm hại nữa đó. Cả nhà coi video của Trúc mấy lần trước cả nhà hết. Ngon hơn nha. Hôm nay là thoải mái, mấy anh em tự làm mấy nhau. Mấy anh em tự bảo nhau làm, không có ai quản lý cho nên là thoải mái. Thứ bình thường à. Nó thúc mình á. Nó cứ đứng ở đằng sau nó hút mà mệt lắm. Chủ này thoải mái cứ để giao về cho tụi mình làm sao mà cứ làm.
mà ăn cơm ngoài đồng là thấy ngon hơn lắm nhà. Đói vừa đói. Đói mệt phải không? Đói mà mệt. Với cái cảm giác nó khác nữa, không khí nó khác. Ngã lưng là thoải mái không? Đó. Đại. Thấy cuộc đời nhẹ tanh không? Nè, cô bác sĩ đây, à, nghĩ đây, ôi đẹp quá, cảnh đẹp quá, wow, tuyệt vời. À, dạ, con chào cái gì? Chào đây. Dạ, con đi. Con cũng biết nữa. Chả. Đi đâu? Đi cấy tỏi. Dạ, đi cấy tỏi. Dạ. Dạ. Dạ, dạ đây. Dạ. Giờ nhập nhóm lại, sáng là con là mình kia, giờ là nhập lại. Đi lại đông vui rồi, chiều nay đông vui rồi. Dạ. Nên giờ lại đi. Con đi đâu, con biết đi đâu. À, mà mình ồn quá để cho mọi người nghỉ. Dạ, cô tên gì? Quay cả người nằm làm gì đây, cho thấy người ta thấy cái cảnh này Việt Kiều Hàn Quốc, Việt Kiều Hàn Quốc của mình. Việt Kiều. Dạ. Thế là toàn Việt Kiều. Dạ. Tranh thủ ngã lưng buổi chiều trưa mình tranh thủ ngã lưng xíu để họ đến làm đỡ mệt. Cùng nhau ra đồng làm tiếp cả nhà ơi. Chị Hàn. Nhập tim rồi. Bây giờ nhập tim rồi. Hai tim nhập lại đông vui. Đây mà không đây mà. Đi theo người ta. Không biết nữa. Dạ, em cho anh. Rồi chị Hạnh, đổ tay. Cắm đi, cắm đi. Cắm đi, cắm đi, cắm đi, cắm đi. Chụp, chụp, chụp. Đó, dữ quá, bò rồi, cái trán nhìn đẹp không? Đó, cắm gì đó cả nhà. Ừ. Bên kia cũng đang cắm kìa. Cắm cuối luôn. Chị Chính cũng đang cắm cuối luôn. Ôi mình cũng cắm cuối luôn đây. Ôi. Chào cả nhà, chúc cả nhà nha. Chúc đang trồng tỏi nè cả nhà. Cấy tỏi, người ta kêu là cấy tỏi. Đó. Đấy, hôm nay đó, mình cấy như vậy nè cả nhà. Người ta rải sẵn rồi đó, giờ mình chỉ cần cắm nó xuống. Vậy là xong rồi đó. Cắm là cái đầu này nè, cắm xuống còn cái rễ này để ở dưới. Đó. Thế hết xong rồi cả nhà. Này cắm theo hàng nè, cắm lên. Dọc dọc như vậy đó. Đó. Đó, cắm dọc rồi mình nói chung là mình đừng để sót là được rồi. Một lỗ là một cây. Đó, cắm vậy tới cuối.
tới cuối cuối ngày là lụm ra rồi, 1 triệu qua mấy không, từ mấy vậy bạn, từ 7 đó, từ 7 á cả nhà. Dạ cho con quay xíu nha vậy. Rồi quay đi. Cái bánh nè. Dạ. Đây là bánh con cá nha cả nhà. Bánh cá. Đây là bánh kem. À, giờ mọi người nghỉ ăn kem. Giờ tầm khoảng 3 giờ cả nhà. Quay lên hả? Quay lên gửi về Việt Nam. Dạ con gửi lên YouTube. Chú lên chú đánh kênh Trúc Bến Tre là kênh thiết của ốc, mình. Ốc quay lại ông cự quay gãy lên vòng ốc. Quay lại cự coi. Giờ trời nắng quá rồi, giờ là mọi người trốn nắng hết rồi. Xây lưng với mặt trời rồi. Xây lưng với mặt trời. Ừ, nắng quá. Nghe chứ cũng bị nặng, chảy nước mắt. Ai mới bị chảy à? Thì cũng mới bị đây nè, chứ không phải là khá nhau ta. Em vừa nhận cái kem cái là em bị chảy nước mắt. Giống như xúc động rồi. Ăn kem xúc động quá. Cho cái kem xúc động quá. Anh này là nước hợp á. Ừ. Đông lắm cả nhà. Hôm nay tìm đông ra. Dạ cô. Dạ 3 rưỡi rồi. Thường mấy giờ mình được về cô? Dạ 5:15, vậy là còn được gần 2 tiếng nữa thôi. 2 tiếng nữa thôi là mình về rồi. Còn ngoài kia nữa nè. Ơi, 19 vlog. Đuôi hả? Ngày đầu tiên đi làm, ngày công đầu tiên của cô tí sao nào? Ngày đầu tiên đi học làm đồng. Đuổi rồi, cố lên, còn tiếng nữa là được về rồi. Vừa làm xong khúc này cả nhà, giờ đang đợi coi đi làm chỗ nào nữa. Chủ kêu đi chỗ nào nữa mình đi chỗ đó cho hết giờ. Vậy lúng này hả? Công việc nhàn hạ không cả nhà? Nhẹ nhàng ha. Công việc nhàn hạ mà nổi tiền lên hai cũng chắc đã đi lội hả? Tại vì đau lắm rồi. Đau rồi hả? Ờ, tay chị chính ấy á. Đau tay nó. Tay này chị có tròn nữa đâu chứ. Ê, tay em này mới đau rồi nè. Chị đau. Đau rồi hả? Chị Hạnh cũng đau hả? Ờ, đau. Chị Hạnh đau. Không sao được cả nhà ơi. Không sao đâu cả nhà ơi. Cả nhà ơi, không sao đâu. Cảnh đẹp quá. Chị có cánh đồng vàng rực luôn, đẹp chứ. Ủa sao cái lúa này nó chụp bẹp hết trơn rồi ta? Trầm hết chưa? Trầm hết đầu đi chưa? Này cả nhà. Lúa nằm chụp bẹp hết trơn à. Chắc là bữa hôm rồi bão cả nhà. Bão nên là nó nằm chụp bẹp hết. Một màu vàng rực ha. Ồ, cây tỏi vẫn còn nè. Cây tỏi thì xanh lè luôn. Cái này hình như sống hả chị ha?
Cái này còn sót nè, chắc là lúc mà lúc mình thu hoạch tỏi. Dạ. Vậy là quyết định về luôn rồi cả nhà ơi, hết việc rồi. Hai ngã chia ly, mỗi người một xe. Mỗi người một xe, bye bye rồi. Dạ có duyên gặp lại cô chú anh chị. Còn mình đang đợi ra lấy tiền hả chị hả? Phải không? Không biết. Không biết ai trả tiền nữa, làm xong chưa biết ai trả tiền. Đang chờ đợi kết quả, số số. Tiếng khó không nghĩ nữa. Nhà cây táo nè, phát hiện ra cây táo nha. Chín quá trời luôn nè. Món ai vặt hết trơn. Rồi, hôm nay có cơ hội mình đi khám phá. Về sớm là có cơ hội khám phá. Phải đi về nhà rồi cả nhà ơi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé. Chúc cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip và hẹn cả nhà vào video kế tiếp nhé. Bye bye.